vào đây lâu chưa? Cũng mới vào đây được khoảng hơn 14 năm. Mới quá à. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, chào bạn. Em tên là Thùy Dung. Em năm nay là 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Quê em ở Tây Ninh. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và chào bạn nữ ở bên kia. Mình tên là Bảo Khánh, sinh năm 1978. Hiện tại đang là kiểm soát viên không lưu của công ty quản lý bay miền Nam. Cái công việc cụ thể của anh Khánh như thế nào, anh có thể giải thích cho mọi người biết. Nhân viên không lưu là chúng ta làm gì? Nhân viên không lưu là chúng ta sử dụng các trang thiết bị dựa trên các cái điều luật của hàng không dân dụng Việt Nam hoặc là các quy định của tổ chức hàng không dân dụng thế giới như ICAO. Chúng ta cung cấp cái dịch vụ không lưu cho tàu bay. Ví dụ như một tàu bay muốn đến một vùng trời có kiểm soát, muốn cất hạ cánh hoặc muốn bay ngang qua thì phải có huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu. Phi công và kiểm soát viên không lưu là hai đối tác rất là quan trọng trong ngành hàng không để góp phần tăng cao cái mức độ an toàn trong ngành hàng không. Và bây giờ mời anh đáp xuống sân bay của bạn muốn hẹn hò. Quê Khánh là đâu? Quê mình là ở Hà Nội. Vào đây lâu chưa? Cũng mới vào đây được khoảng hơn 14 năm. Mới quá à. Người ở trên không nói khác hơn người dưới. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi anh? Thực sự mà nói thì mới trải qua hai mối tình. Mới trải qua hai mối tình rồi hả? Cũng ít quá ha. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì đã trải qua hai mối tình mà cũng chưa thấy đâu rồi. Vậy thì bao nhiêu năm qua tại sao mình chưa tìm được một người bạn trai mới? Những cái bạn trai mà tìm đến em á, có cái tình trạng hôn nhân nó không rõ ràng. Ly thân hoặc là ly dị thì tình trạng hôn nhân nó không có rõ ràng. Ủa, ly thân với ly dị rồi thì rõ ràng là vậy chứ sao? Dạ, tức là họ nhập nhằn với hai cái đó. Bạn có thể yên tâm vì hôm nay bạn đến với bạn muốn hẹn hò là đảm bảo có giấy chứng nhận độc thân. Dạ. Rất là rõ ràng. Mình có điểm mạnh và điểm yếu nào không? Em thích nấu ăn và các món nhậu khá là ngon. Nếu bạn có thể nấu được các món nhậu ngon thì mình đảm bảo sẽ là một fan trung thành của các nhà sản xuất bia trên thế giới. Anh, cái công việc của anh thì nó có giờ giấc gì không anh? Mình thì làm theo ca kíp, ca sáng, ca chiều, ca đêm. Thì tùy theo cái ngày làm việc của mình thì mình sẽ phải đi vào ca làm như thế nào. Chứ không ổn định gì hết hả? Nó không ổn định như là giờ hành chính. Ngoài ra còn phải thường xuyên đi công tác, chi viện cho các sân bay địa phương hoặc đôi khi có thể là họp hành. Chỉ cần có điện thoại yêu cầu của lãnh đạo là có thể phải sẵn sàng để lên đường làm nhiệm vụ ngay. Thì vậy cũng hơi căng về mặt bạn nữ có ngại nhiều chồng tương lai của mình sau này cũng vậy mà đi hoài không? Nếu mà về tính chất công việc mà phải đi như vậy thì em cũng di dùng một tí xíu. Nhưng mà khi đã về đến nhà rồi thì phải biết sẻ chia việc nhà với vợ, phải gác bỏ hết tất cả những công việc, những cái lo âu về cuộc sống bên ngoài, tập trung về cái máy ấm của mình thôi. Nãy em đã nói ưu điểm của em rồi, vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em hơi nóng tính. Trước thì mỗi lần nóng tính thì em hay ném đồ. Hả? Đã ném cái gì rồi? Dạ em ném điện thoại. Mấy cái rồi? Ba cái. Ba cái điện thoại rồi? Dạ đúng rồi. Phí quá. Quá phí. Mày mốt có nóng rồi ném nhớ báo tôi trước nha. Gọi điện thoại tới chị Tường tới lụm điện thoại là tôi chạy tới liền. Nếu khi một người phụ nữ quá nóng mà làm như vậy thì anh sẽ làm gì? Nếu mà người vợ đã nóng nảy hoặc người chồng đã nóng nảy thì phía đối tác là nên có cái phương pháp là tránh đối đầu và chúng ta chỉ coi như là đàm phán để có thể giải quyết được vấn đề thì hay hơn. Do nghề nghiệp của em nên em thường xuyên phải đối mặt với khẩn nguy sân bay nên em có rất nhiều phương pháp để có thể coi như là xử lý được từ các tình huống khẩn nguy. Được được, cái này được. Bây giờ thí dụ như mình tìm được đối phương rồi. Không xí xí. Dạ chào chị. Hôm nay mình lên đây là mình tìm bạn gái. Dạ. Lấy vợ chứ không phải lên đây để điều khiển không lưu. Anh dùng từ chuyên môn không, không à? Không dùng từ chuyên môn đó để liên kết với cái sự liên đâu mà liên ra. Bên đây người ta nhăn mặt rồi nè, giờ nói ngắn gọn vô cái gì nữa, tình yêu hôn nhân gia đình để mình kiếm vợ thôi. 78 là coi như 38 tuổi rồi, cũng sắp hút rồi, đồng ý không? Vâng, anh có khuyết điểm gì không? Không nói những từ chuyên môn nha. Nói chung là đã là con người thì khuyết điểm ưu điểm thì phải luôn song hành với nhau. Thì khuyết điểm thì nói chung là cũng rất là bận việc cho nên là thường thì ít khi thường xuyên có mặt ở nhà. Mặc dù là có thể làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng 3 ngày mà không về nhà là chuyện bình thường. Mà ở sân bay thì nhiều cô tiếp viên lắm mà chưa điều khiển được cô nào. Nếu mà nói về điều khiển thì giống như chúng ta giống như một cuộc sống giống như một cái máy quá. Ở đây là chúng ta là sự trao gửi của những con tim và trao gửi của những cái cánh sóng của tình yêu. Chúng ta không thể nói là điều khiển được mà chúng ta phải gọi là có cái sự của nhà tương tác tương hỗ với nhau. Mặt đất không có nổi nói lại chuyện trên không. Mệt quá. Anh có nghĩ lý do tại sao mà anh chưa có được người bên cạnh không? Chưa có được người trao gửi con tim.
có nhiều lý do. Ngắn gọn trong một vài chữ thôi, đừng nói dài quá. Ngắn gọn nhất là do không có thời gian để có thể tìm hiểu quá nhiều về vấn đề này. Thôi, không có thời gian, ngừng, đủ. Anh thích người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ nói chung nên thẳng thắn trong việc đối xử với chồng với con. Có vấn đề gì thì chúng ta... Thôi, thằng chị hiểu rồi, cái món khác. Rồi, thẳng thắn. Gì nữa? Phải nói hết ý chứ. Không, vậy là hiểu rồi. Nên là một người biết chăm lo cho gia đình và không nên đi quá nhiều ngoài làm gì, vì chồng đã đi quá nhiều mà vợ đi quá nhiều. Thôi, trời ơi, không cần liên. Trời ơi, có nhiều thời gian với gia đình là được rồi. Và nói chung là nếu mà có học vấn cao thì càng tốt. Điều gì tối kỵ nhất ở người phụ nữ? Không nên là nói dối về những cái vấn đề về tình cảm. Vậy là đủ rồi ha. Rồi, vậy được rồi. Nói vậy thôi chứ rất là chân thành, vui lắm, có điều nói hơi lòng vòng chút. À, bên bở là sinh năm 78. Dạ, em. Em sinh năm 87. Dạ, đúng rồi. Cũng giống nhau ha. Cách nhau con số cũng rất là đẹp á. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ mình nói chuyện sao để cho anh rà đài thử coi trúng chưa. Anh ơi, anh biết nấu ăn không anh? Thì bạn nghĩ xem mà, nếu mà mình sống 20 năm ở thành phố Hồ Chí Minh này thì mình sống bằng cái gì nếu mà không biết nấu ăn. Mà hỏi có một câu ngắn hà. Tiếp đi cưng. Dạ. Em phải ngưng anh lại như chị vậy đó, để mình hỏi được nhiều. Thì không biết anh có nóng tính không anh ha? Anh thì không nóng tính. Vì người yêu của anh thì anh phải bắt vô liền. Anh có thích làm từ thiện không anh ha? Mình cũng thường xuyên đi hiến máu nhân đạo ở trong cơ quan. Thường là hiến máu nhân đạo xong về thì ai cũng bảo là sẽ lên cân. Không biết là anh bao nhiêu cân ha? Trong hiện tại thì lý thuyết nó lấy đâu ra hay vậy? Trước em học ở trong trường thì các anh chị mà đi hiến máu về đa số người nào cũng tròn ra. Mà em có thích người tròn không? Dạ cũng thích là anh tròn tròn. Anh bên đây dễ thương lắm. Số con Lưu á thì tính toán rất là giỏi, không được phép tính sai cho dù 1 mm. Dạ. Nên anh này anh thật sự mà nói á thì nếu về anh kiểm soát kỹ lắm nha. Tính toán cũng rất là kỹ. Thấy nguy hiểm rồi dễ đó. Dễ thương lắm. Nguy hiểm rồi đó. Mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào? Em thích bạn trai em hả? Vừa sạch sẽ, kỹ tính và có gu ăn mặc một tí. Có gu âm nhạc không? Đó. Dạ. Gu ăn mặc và gu âm nhạc luôn ạ. Anh biết hát gì không anh? Âm nhạc thì mình cũng thích nghe, nhưng mà từ trước giờ thì mình chỉ có 30 mấy năm chỉ luyện được mỗi một bài thôi. Quốc ca. Còn về gu ăn mặc thì mình cũng nói luôn là mình cũng có cái style riêng, áo trắng quần tối màu, đi giày hết. Ủa nhưng mà cái đó là đi làm thôi, còn mình đi chơi, mình hẹn hò rồi. Vâng, thì em cũng nói với chị Cát Tường luôn là em đi làm thì em mặc như này và em đi chơi thì em cũng mặc y nguyên như thế. Lâu lâu em xỉn em về nhà thì em cũng dùng cái bộ này để em đi ngủ luôn, để ngủ. Vậy anh có sạch sẽ không anh? Trong những lúc xỉn thì làm sao có thể kiểm soát được con người của bạn. Nhưng bình thường môi trường làm việc của mình là môi trường rất là khép kín, cho nên là đòi hỏi về vấn đề vệ sinh thân thể rất là quan trọng. Nói chung rất sạch, lâu lâu xỉn thì nó hơi không sạch một chút. Như vậy thì thời gian nó hơi eo hẹp. Anh có tính nói chuyện hẹn hò nếu như anh gặp một đối tượng của mình không? Thì tất nhiên là đây là cuộc đầu tư chiến lược mà anh Linh. Cho nên là mình phải sẵn sàng về hy sinh thời gian của mình để đầu tư cho cái công việc chiến lược của mình. Đúng rồi, tầm nhìn chiến lược từ năm 2015 đến 2020 đó. Bạn nữ mình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ, có anh trai ạ. Đâu, anh trai đâu? Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Cát Thường. Rồi, chào bạn. Bảo anh trai đẹp trai vậy đó. Ý anh thấy thì sao? Nói chung về chuẩn mực một người đàn ông đến một người chồng thì em thấy là cũng ok. Nhưng mà độ tương hợp thì chắc dưới 5. Tại sao vậy? Không tương hợp ở chỗ nào? Bên đây anh quá chứng chắn đi. Lấy người chồng thì nên lấy người chín chắn, chững chạc chứ bạn. Dạ, nhưng mà tính cách thì nó lại là không phù hợp lắm. Nếu ảnh chấp nhận được người bạn gái hoặc người vợ mà tính đồ của thời trang thì có thể chấp nhận được. Đang lo ngại về cái vụ thời trang thôi. Về vấn đề thời trang thì giải quyết rất là đơn giản. Người phụ nữ nào mà chả mong muốn làm đẹp, mình cũng ủng hộ vợ mình đẹp chứ. Vợ mình đẹp và đẹp cho ai? Đẹp cho mình mà, đúng không? Đẹp cho mình để làm gì? Lo cho tổ ấm, lo cho hạnh phúc của mình, để lo giúp chồng, đúng không? Vậy thì mình phải ủng hộ hết mình. Có gì đâu không giải quyết được, rất đơn giản. Nhưng mà về em gái em sẽ chỉnh về thời trang nó hơi bị nhiều. Bạn đừng lo, kiểm soát viên Lưu không phải là người khô cứng về nguyên tắc. Chúng ta phải linh hoạt để xử lý mọi tình huống khẩn nguy sân bay. Trời ơi. Phải ông rồi nha. Thôi bây giờ cho hai người nói chuyện với nhau đi. Kéo màn lên, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Chàng trai gì? Kiểm soát viên không Lưu. 2 phút bắt đầu. Chào anh ạ. Ấn tượng đầu tiên của bạn thì mình như nào? Anh hơi tròn. Mình đã có cố gắng giảm cân suốt một thời gian dài mới được như vậy. Dạ, trước kia anh bao nhiêu cân ạ? Trước kia 85 kg. Bây giờ 75. 72 kg. Anh có kén ăn không ạ? Mình bạn gửi nhìn mình xem mình bạn nghĩ mình kén ăn không?
Chắc chắn là không đúng không? Nội dung sống ở đâu đó phải tùy vào từng trường hợp để chúng ta có thể vận dụng linh hoạt để tồn tại và phát triển thôi. Mình hỏi tiếp nhé. Dạ. Nếu sau này nếu mà bạn có con cái thì bạn có dự định là cho con đi học, đi du học không? Có, chắc chắn về tương lai nó sẽ cho con đi du học. Bạn đồng quan điểm với mình. Theo bạn nghĩ thì giáo dục có quan trọng không? Ví dụ như là bằng cấp chẳng hạn. Theo em thì cái bằng cấp nó cũng không gọi là quá quan trọng. Quan trọng là cái cách đối nhân xử thế và cái tính cách, cái quan điểm nó giống nhau được rồi. Bạn phù hợp quan điểm với mình rồi. Còn bạn có thể hỏi mình những câu hỏi khác. Quan điểm của anh về tình yêu như thế nào ha? Mình có thể sẵn sàng, có thể là hy sinh một số những thứ khác để có thể là có được cái tình yêu. Nếu trong trường hợp cần thiết đòi hỏi như vậy. Anh có phải là một tiếp người lãng mạn không ạ? Rất tiếc mình không phải là người lãng mạn. Nhưng mình có thể học hỏi để có thể thay đổi, bạn đừng lo. Anh có ấn tượng rất là tốt với em. Hy vọng là sau cái lần nói chuyện ở trên sân khấu này, chúng ta sẽ có một cái cuộc hẹn thật sự ở ngoài đời. Em thì khi mà nghe giọng anh dùng cho gặp mặt thì em cũng có cảm giác là nghe giọng anh rất là ống. Và anh là một người đàn ông rất là chững chạc. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau chứ? Cái này em sẽ trả lời cho anh sau cái chương trình này nha. Cảm ơn bạn. Dạ. Hết thời gian. Này, mời là nút, bạn bấm. Để tay vào nút bấm phía sau. Nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian bạn. Tại sao phần nữ lại không bấm nút? Anh trai em là người khá là hiểu em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh cũng có cảm giác là anh cũng không có hợp với em cho lắm. Nếu có dịp thì anh em có thể là đi cà phê hoặc trò chuyện cùng với nhau. Tối nay anh đang muốn mời bạn đi dùng bữa giống như lúc nãy anh nói, thì bạn có sẵn sàng không? Em chấp nhận lời mời của anh ạ. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có buổi ăn tối thật là tuyệt vời nha. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn hai bạn đã đến chương trình. Cảm ơn MC, cảm ơn các bạn và cảm ơn cầu truyền hình.